Cả nhà, vợ chồng em đang ở Cancun. Biển quá đẹp. Trời nắng ấm nữa cả nhà ơi. Trời ơi, cái này mình đi nguyên gia đình mình là vui lắm luôn á. Biển đẹp nữa, sánh. Trời ấm đã. Cường như khỉ. Riêng là Maya. Maya rút giò. Các bạn thấy nước sạch không? Trời ơi, trong kia là xa lắm đó nha. Mình đưa ra đây luôn. Có anh cameraman hộ tống chứ đâu dám bơi mình. Nước sạch veo trong veo thấy cá luôn á. Mình xỉn quắt từng câu hết mà nằm cái dứt cái dơ ở trong phòng, cho nên là rất là tiếc luôn. Là ngày hôm qua nhạc anh cameraman nói là nhạc ở đây rất là hay, có ban nhạc hát hò này nọ nữa, nhảy nhót nữa, rất là vui. Cái này luôn hả? Nó mình đợi em mới đi ăn luôn. Nhìn hấp dẫn ghê nè. Gracias. Trời ơi, nhìn thấy ngon các bạn. Ơi. Trời nhìn ngon quá vậy. Để coi bên đây có cái gì các bạn. Bên đây là nước uống nha. Từ bữa giờ, từ chủ nhật tới giờ là tụi mình toàn uống margarita không, mà nó công nhận ở đây là nước uống ngon thiệt. Margarita rất là ngon các bạn. Mình uống 4 ly thôi mình xỉn luôn rồi nha. Đây là nước ép, nước juice. Ổng xỉn rồi đó nha, để coi ổng thử không, ổng làm được không. Giờ lọt vô cái lỗ của ổng không đó. Thank you.
chưa đen mà có mình đen rồi nha.